À, Vũ ơi, nhân chương trình hôm nay thì chị cũng hơi tò mò một chút, muốn hỏi Vũ là thường thì phụ nữ thì dễ tâm sự nói chuyện với nhau hơn, nhưng mà khi con trai, nhất là Vũ chẳng hạn, thì có bao giờ đặt câu hỏi với mẹ mình là liệu mẹ có ước mơ gì không? Ước mơ của mẹ là gì? Cảm ơn chị Hạnh ạ. Nếu mà gọi là hỏi mẹ có ước mơ gì không thì Vũ cũng không nhớ rõ là có hỏi cái câu gọi là mẹ có ước mơ gì chưa, nghe nó hơi to lớn quá. Nhưng mà Vũ chỉ nhớ là Vũ hay hỏi mẹ lắm, mẹ ơi mẹ thích cái gì, mẹ muốn đi đâu hay mẹ muốn đi làm gì á, thì mẹ cứ nói con sẽ tạo điều kiện con chở mẹ đi hết. Thì thường cái câu trả lời mà Vũ nhận được là thôi tao không cần gì hết, tao đủ hết rồi mẹ ơi, tao cứ ở nhà thôi là tao thấy vui rồi. Đó, lúc nào mẹ cũng trả lời như vậy. Nhưng khi mà mình coi như mình tự ý mình làm luôn, mình cho mẹ đi du lịch hay là mình cho mẹ đi spa hay đi đâu đó thì mẹ rất là thích, mình thấy được điều đó. Có nghĩa là mẹ luôn luôn có những cái điều mong muốn, những cái ước mơ nhưng mà không bao giờ nói ra chị Hạnh ạ. À, chính xác là như vậy, thì thường thường mẹ thường là dành hết cho các con, tình cảm chỉ dành các con thôi và quên mất luôn là ước mơ của mẹ là gì, đúng không? À, và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị một phần song ca hết sức đặc biệt trên sân khấu do ca sĩ Hoàng Bách cùng với mẹ của anh song ca ca khúc Ước mơ của mẹ của nhạc sĩ Hứa Kim Tiền. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào? Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế. Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào. Cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời riêng mình. Khi còn bé, mẹ ước sau này lớn lên mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế. Rồi bỗng nhiên, một ngày chồng mẹ có con. Ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, ngôi nhà là gia đình. Vài năm trước mẹ vẫn thấy con đùa vui trước sân, thế mà giờ đây con lớn lên sau ngần năm ấy. Rồi con cũng có ước mơ riêng mình, và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con,
là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Mẹ cũng quen dần quen, ước mơ của mẹ là gì? Mẹ vẫn đang bận lo, làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ. Là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Xin được cảm ơn ca sĩ Hoàng Bách và Thân Mẫu ạ. Xin mời cô và anh Hoàng Bách có thể mình tiến ra sửa sân khấu được không ạ? Dạ vâng, tụi con có một bó hoa xin được gửi tặng cho cô ạ. Xin được cảm ơn cô đã đến với chương trình ngày hôm nay, và nhờ đó mà tụi con mới biết được là anh Hoàng Bách là có gen thừa hưởng từ mẹ của mình đúng không? Hôm nay cô hát hay và cảm xúc hơn cả anh Hoàng Bách nữa đấy ạ. Thừa hưởng được có một phần thôi. Phải nói là hôm nay Hoàng Bách cùng với mẹ đã có một phần trình diễn rất là tuyệt vời, rất là xúc động. Nhưng mà không muốn hỏi cô một chút, khi hôm nay song ca cùng với con trai của mình, ca sĩ Hoàng Bách, ca khúc Ước Mơ Của Mẹ thì cô cảm thấy thế nào ạ? Khi nhắc đến chữ mẹ đối với tôi thì đầy cảm xúc, và nhất là hát cái bài Ước Mơ Của Mẹ này thì tất cả những người mẹ trên thế giới này đều có một cái ước mơ, mỗi người một ước mơ riêng. Nhưng riêng tôi, ước mơ của tôi là sinh ra được những người con ngoan, giỏi và thành công. Nhân chương trình này tôi cũng rất cảm ơn chương trình và cảm ơn con đã thỏa đáng ước mơ của mẹ. Dạ, xin được cảm ơn cô rất nhiều. Vậy thì anh Hoàng Bách thì sao ạ? Khi nghe những lời từ mẹ thì anh cảm thấy như thế nào? Và đặc biệt là cảm nhận của anh khi mà đến với một chương trình rất là ý nghĩa ngày hôm nay. Và anh có một lời chúc gì xin được gửi tặng lại người mẹ của mình không anh Bách? Đến với chương trình ngày hôm nay thì thực sự là khi mà nhạc sĩ Minh Khang có hỏi là em sẽ hát một bài gì, bởi vì chương trình là về gia đình, về cha mẹ, thì từ khi được ở với mẹ thì Bách cũng hay tìm cách để mà lân la nằm bên cạnh mẹ, để mà tận hưởng những cái giây phút đẹp nhất của cuộc đời một người con. Và thấy mẹ rất là thích cái bài hát này, thế mẹ bảo là hôm nào hai mẹ con mình tập bài này đi. Thì cũng nhân cái việc anh Minh Khang mời tham gia chương trình thì Bách rất là vui và hỏi là mẹ hay làm hai mẹ con mình lên hát bài này để mà có một cái kỷ niệm với nhau. Và hôm nay là một trong những cái ước mơ của bản thân Bách. Và Bách biết là cũng phần nào là ước mơ của mẹ, là được đứng trên sân khấu này và được hát cùng với con trai của mình, với các anh em ban nhạc ở đây, với ánh sáng âm thanh rực rỡ như thế này. Thì Bách nghĩ là đây là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bản thân mình. Rất muốn lắng nghe một câu nói mà trước giờ anh Bách rất là muốn nói nhưng mà chưa thể nói với mẹ của mình. Vậy thì nhân cái dịp ở trên sân khấu hôm nay, có thể gửi đến mẹ một câu thôi được không anh Bách? Thực sự là cảm ơn mẹ đã sinh ra con và cho con hy sinh rất nhiều những cái ước mơ của bản thân mình, để đến giờ này con đạt được rất là nhiều ước mơ của bản thân và có một cái cuộc sống trọn vẹn như thế. Dạ thưa các quý vị, ước mơ của người phụ nữ, thứ nhất là gia đình, thứ nhì là các con. Bản thân tôi thì cũng hoạt động nghệ thuật khi còn tuổi trẻ, và cả cuộc đời mình cũng muốn được hát nhiều, nhưng bây giờ cuối đời 81 tuổi rồi mới được hát với con.
cho nên cũng có nhiều cái xúc động lắm ạ. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Hoàng Bách cũng như là cô đã cùng đến với chương trình và có những chia sẻ hết sức là xúc động. Và hy vọng là với chương trình ngày hôm nay, với phần thể hiện vừa rồi sẽ là một kỷ niệm khó quên và cũng là hoàn thành tâm nguyện nho nhỏ của cả hai mẹ con, cũng coi như là đã đạt được một ước mơ nhỏ trong cuộc đời, phải không ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn cô và Hoàng Bách rất nhiều ạ. Xin được cảm ơn ạ.